Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Giá phân bón liên tục leo thang khiến hoạt động sản xuất chăm sóc chè của người dân trên địa bàn của xã Bản Bo, huyện Tam Đường gặp nhiều khó khăn. Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh 2022. Đỉnh Puta Leng với vẻ đẹp hùng vĩ, thiên nhiên còn giữ được những nét hoang sơ chính là những điều thu hút rất đông khách du lịch đến để trải nghiệm loại hình du lịch trekking. Và các bạn, căn cứ theo luật lao động mới, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch rơi vào Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp ngày 11 tháng 4, tức nghỉ liên tục 3 ngày từ ngày 9 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2022. Còn ngày 30 tháng 4 Thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 2 tháng 5 và thứ Ba ngày 3 tháng 5 của tuần kế tiếp, tức nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 cho đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2022. Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ Tết và hưởng nguyên lương, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn Kinh tế Tổng Công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đề án đặt mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu tập trung trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao. Riêng những tháng vừa qua, giá phân bón đã lập đỉnh, tạo nên mức giá cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây. Theo đánh giá, chi phí phân bón chiếm từ khoảng 40-50% chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Hiện các tỉnh phía Nam chuẩn bị bước vào sản xuất lúa vụ hè thu. Các tỉnh phía Bắc đang trong thời kỳ chăm bón lúa đông xuân, cho nên nhu cầu sử dụng phân bón tăng cao. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, đầu ra của nông sản không ổn định, để góp phần bình ổn giá phân bón ở trong nước, nhiều ý kiến cho rằng để tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, nâng giá phân bón lên cao, cơ quan chức năng cần yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất phân bón minh bạch về sản lượng sản xuất, lượng tồn kho và số lượng hàng bán ra trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu thành lập quỹ phòng chống dịch trên cơ sở quỹ vaccine, đảm bảo sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch. Hiện quỹ vaccine còn dư hơn 1.278 tỷ đồng. Chương trình phòng chống dịch COVID-19 triển khai trong vòng 2 năm 2022 và 2023 đặt mục tiêu về bao phủ vaccine. Tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch, giảm tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu Á. Về lĩnh vực tài chính, hậu cần, Chính phủ yêu cầu đảm bảo phủ đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng cho các kịch bản phòng chống dịch. Đối với một số loại thuốc và vật tư thiết yếu phải có cơ số dự phòng đủ cho tình huống xấu nhất và bổ sung vào danh mục dự trữ quốc gia. Chủ động có kế hoạch sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc dịch. Nhà nước đảm bảo nguồn tài chính chi cho công tác phòng chống dịch trên cơ sở huy động tổng thể nguồn lực của nhà nước. Các địa phương phải bố trí ít nhất là 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, theo nghị quyết số 18/2008 của Quốc hội.
đồng thời tiếp tục huy động, vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, sự tự nguyện chi trả của người mắc COVID-19 khi khám điều trị theo yêu cầu. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu thành lập quỹ phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở quỹ vaccine phòng COVID-19 đảm bảo sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch. Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 cho biết là đến 17 giờ ngày 17 tháng 3 thì tổng số huy động là được 8.950,42 tỷ đồng, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng là 62,3 tỷ đồng. Số chi từ quỹ là 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua và sử dụng vaccine là 7.667,6 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 4,6 tỷ đồng. Số dư quỹ cuối ngày là 1.278,22 tỷ đồng. Đến nay đã có 601.401 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào quỹ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ làm công tác vận động tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của bản, mà trong suốt thời gian vừa qua từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các trưởng bản, bí thư chi bộ bản còn tham gia việc tuyên truyền người dân thực hiện giãn cách, kiểm soát người ra vào địa bàn, lập danh sách tiêm chủng vaccine. Khi số ca F0 liên tục tăng, thì đội ngũ này lại phải kiêm thêm rất nhiều phần việc, từ công tác truy vết các trường hợp liên quan đến F0 cho đến công tác hỗ trợ chăm sóc các ca F0. Khối lượng công việc lớn, áp lực, nhưng họ vẫn thực hiện tốt công việc mà mình đảm nhiệm. Bản Nong Hẻo 2, xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ có 185 hộ, 933 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại, bản đang quản lý gần 70 ca F0 và hơn 100 ca F1 thực hiện cách ly và điều trị tại nhà. Hàng ngày, bí thư chi bộ bản, trưởng bản gặp phải rất nhiều khó khăn, áp lực và cả nguy hiểm khi phải đồng thời thực hiện rất nhiều phần việc trong môi trường dịch bệnh. Vâng, về công việc tổ COVID cộng đồng, bây giờ bản Nghèo 2, chúng tôi bây giờ hơn 60 ca F0 rồi, bây giờ tổ COVID thì có... Bây giờ ông bí thư cũng bị F0 rồi, trưởng ban tác mặt trận bị F0 rồi. Giờ mỗi mình em rất là khó khăn rồi. Cả giấy cách ly này, cả đi lại các kiểu này cũng rất vất vả. Khối lượng công việc ngày càng gia tăng về áp lực, nhưng các khoản phụ cấp lại thấp mà không tăng, dẫn đến rất khó khăn cho những người thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tại bây giờ thì trong trên địa bàn xã Nong Hẻo của chúng tôi thì cũng là xảy ra là rất nhiều đấy ca F0 đấy, cái áp lực này thì đấy đối với các tổ COVID cộng đồng đấy thì áp lực cho các tổ COVID cộng đồng rất là nhiều. Còn một số trưởng bản, bí thư chi bộ đấy quá áp lực đấy, họ cũng muốn từ bỏ cái công việc đấy, nhưng mà trong khi đó thì cấp ủy chính quyền của chúng tôi đấy cũng động viên chia sẻ kịp thời đến cho các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản và tổ COVID cộng đồng đấy cần cố gắng đấy để tiếp tục đấy để tuyên truyền, để chia sẻ đấy với thực tế hiện tại bây giờ. Trong đó thì cũng mong rằng đấy đảng nhà nước đấy là quan tâm đấy đến có cái chính sách gì đó đấy để hỗ trợ đấy cho các tổ COVID cộng đồng. Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của đội ngũ trưởng bản, bí thư chi bộ là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Nên chăng có những chính sách phù hợp cho đội ngũ này để họ chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ? Hiện nay trên địa bàn xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, số ca F0 liên tục tăng đã gây nên áp lực rất lớn cho các cán bộ và các thành viên trong tổ COVID cộng đồng. Theo đó mà rất nhiều những cán bộ cũng như thành viên trong tổ COVID cộng đồng đã có những ý kiến xin nghỉ việc với chính quyền địa phương. Trước những khó khăn và thách thức trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì chính quyền địa phương cũng đã có những khẩn cầu xin các cô chú tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông báo từ 11 giờ ngày 18 tháng 3 đến 11 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2022, ghi nhận 2.380 trường hợp từ 42.741 đến 45.120 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, ca bệnh là F1, 1.343 ca, ca bệnh là người từ tỉnh khác về, 4 ca, ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, 1.033 ca. Huyện Tam Đường 178 ca, trong đó 124 ca là F1 đã được quản lý, 54 ca ngoài cộng đồng. Huyện Phong Thổ 336 ca, trong đó 287 ca là F1 đã được quản lý, 1 ca về từ tỉnh khác được quản lý, 48 ca ngoài cộng đồng.
huyện Sìn Hồ 340 ca, trong đó 202 ca là F1 đã được quản lý, 138 ca ngoài cộng đồng. Huyện Than Uyên 379 ca, trong đó 122 ca là F1 đã được quản lý, 1 ca về từ tỉnh khác được quản lý, 256 ca ngoài cộng đồng. Huyện Tân Uyên 254 ca, trong đó 139 ca là F1 đã được quản lý, 2 ca về từ tỉnh khác được quản lý, 113 ca ngoài cộng đồng. Huyện Mường Tè 267 ca, trong đó 186 ca là F1 đã được quản lý, 81 ca ngoài cộng đồng. Huyện Nậm Nhùn 221 ca, trong đó 71 ca là F1 đã được quản lý, 150 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Lai Châu 405 ca, trong đó 212 ca là F1 đã được quản lý, 193 ca ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bản Bo là địa phương có diện tích chè lớn nhất của huyện Tam Đường với tổng diện tích là trên 830 ha, trong đó thì chè kinh doanh hơn 530 ha, sản lượng hàng năm đạt gần 4.800 tấn. Tuy nhiên thì từ cuối năm 2021 trở lại đây, giá phân bón liên tục leo thang khiến cho hoạt động sản xuất chăm sóc chè của người dân trên địa bàn của xã gặp phải nhiều khó khăn. Giá phân bón tăng đột biến giữa lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khiến cho khó khăn càng thêm chồng chất lên vai người nông dân, với nỗi lo về chi phí đầu vào trước vụ sản xuất mới. Thời điểm này, bà con các bản trên địa bàn của xã Bản Bo đang tập trung chăm sóc bón phân cho diện tích chè của gia đình. Gia đình bà Lý Thị Tấm ở bản Cốc Phung có 3.000 m2 chè kinh doanh trồng từ năm 2012. Bà tính toán 3.000 m2 chè sử dụng 6 tạ phân bón NPK với giá là 600.000 đồng. Một tạ như hiện nay thì chi phí phân bón hết 3,6 triệu đồng. Ngoài ra còn đạm, bà chỉ có điều kiện sử dụng loại rẻ nhất có giá là 430.000 đồng một tạ, thay vì loại đắt tiền là 2 triệu đồng. Giá phân bón tăng cao, gia đình bà Tấm cũng như các hộ trồng chè phải tính giảm lượng phân bón, tuy nhiên lại lo lắng năng suất sản lượng chè không đạt. Năm nay thì kém hơn năm ngoái rồi, bây giờ phân thì đắt, đạm đó một tạ đã 2 triệu rồi. Một lứa thì mình bón hết 50 cân là hết 1 triệu rồi, xong là phân nữa, không bón là nó không lên được, chúng tôi cũng làm chả được ăn cái gì bây giờ. Đây là lần thứ 3 liên tiếp từ sau Tết Nguyên đán, giá các loại phân bón như ure, NPK, kali đồng loạt tăng. Giá phân bón tăng cao khiến người dân phải dè chừng khi sản xuất mùa vụ. Trên địa bàn xã Bản Bo là có hơn 800 ha chè, trong khi đó là hơn 500 ha diện tích là chè kinh doanh. Tuy nhiên thì năm 2022 này, cái thị trường phân bón là tăng rất chi là cao. Đấy nên là ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác chăm sóc cũng như là cái sản lượng chè trên địa bàn xã. Hàng năm vào thời điểm này, các cửa hàng đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn của xã nhộn nhịp người ra vào mua thuốc trừ cỏ, phân bón cho lúa, cho chè. Nhưng năm nay thừa thớt người mua. Theo các cơ sở bán vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật tại đây, so với năm ngoái thì giá phân bón tăng từ 1 đến 2,5 lần tùy loại. Như phân NPK, Bảo Lâm, thời điểm này năm ngoái giá chỉ có 400.000 đồng một tạ, thì bây giờ đang bán với giá là 600.000 đồng. Phân Lân giá từ 380.000 đồng lên 430.000 đồng một tạ. Đắt hơn là đạm Hà Bắc đang bán là 2 triệu một tạ, tăng 1 triệu 200.000 đồng một tạ so với năm ngoái. Giá phân bón nó tăng ấy, thì bây giờ khách hàng người ta đến người ta hỏi thì bây giờ giá nó tăng cao quá nên là người ta lại không đủ tiền để mua, người ta lại quay về. Nhiều người người ta cũng chẳng muốn cho nữa, người ta bảo thôi cho ít thôi vì bây giờ giá nó cao quá. Còn một số người quen thì thôi, thì người ta đến thì người ta bảo là cho hỏi nợ thì thôi mình lại cũng tạo điều kiện cho người ta vay nợ, xong rồi đến lúc thu hoạch thì người ta lại mang tiền đến người ta trả mình. Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng phân bón tiết kiệm, đúng liều lượng, kỹ thuật theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển của từng loại cây trồng nói chung và đối với cây chè nói riêng, đồng thời tăng tỷ trọng phân bón hữu cơ trong việc chăm sóc cây trồng, vừa giúp cải tạo đất, vừa giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo năng suất sản lượng cho cây trồng. Thời tiết diễn biến phức tạp, trời nắng hanh khô diễn ra trong thời gian dài. Đây là một trong số những yếu tố hết sức nguy hiểm bởi tình trạng cháy rừng trên diện rộng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn đã chủ động lên các phương án để có thể ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng của xã Nậm Manh chính là vai trò của kiểm lâm địa bàn. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ kiểm lâm địa bàn được phân công phụ trách xã, thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân xã các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền cho nhân dân hiểu những lợi ích mà rừng mang lại để bà con chung tay bảo vệ và phát triển rừng.
vào đầu mùa khô thì chúng tôi đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng của xã và củng cố kiện toàn các tổ đội chuyên trách tại các thôn bản và thường xuyên tuyên truyền về cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt quan tâm là phòng là chính, chữa cháy là phải khẩn trương kịp thời, tuyên truyền cho bà con, đặc biệt là các tổ chuyên trách ấy, là khi đi tuần tra mà phát hiện sự việc ấy, bất kể là sự việc gì thì cũng phải báo cáo ngay trực tiếp đến kiểm lâm địa bàn hoặc trưởng ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời. Trong thời điểm lúc mùa khô hanh này cũng báo cáo bà con bảo vệ tốt về cái vấn đề bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, để khi bà con mà phát nương phải cũng tuyên truyền bà con là cho làm đường băng cản lửa cho sạch sẽ để đốt đúng giờ để cấp trên quy định để không tránh cháy lan vào rừng, để khi đốt nương phải báo cáo cái tổ trưởng để huy động các anh em lực lượng xung kích của bản, tất cả bà con ở bản đi giúp gia đình đấy để đốt để tránh không cho nó cháy lan vào rừng. Xã Đậm Manh có trên 9.000 hectare rừng, nhưng do địa hình của xã khá phức tạp, không tập trung, khó quản lý, nên rất dễ dẫn đến tình trạng khai thác trộm lâm sản, chặt phá rừng trái phép. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền xã Đậm Manh đặt ra trong những năm qua đó là tăng cường công tác bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng và các hoạt động ảnh hưởng đến rừng. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô hàng năm, xã đã chủ động thành lập ban chỉ đạo bảo vệ phát triển rừng, kết hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở, hướng dẫn nhân dân phát đường băng cản lửa, thu dọn thực bì, đồng thời cử cán bộ túc trực 24/24 khi có sự cố xảy ra, kịp thời đón nhận thông tin để xử lý. Tác bảo vệ rừng trên địa bàn xã Đậm Manh thì cấp ủy chính quyền cũng đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho các đồng chí là cán bộ công chức mà cũng như ban chấp hành được phụ trách các bản tuyên truyền đến nhân dân về cái phòng công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh trên địa bàn. Thế trong quá trình cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền cũng ban ngành đoàn thể tuyên truyền đến cơ sở thì dân đã hiểu rõ về cái công tác bảo vệ rừng và cũng như về cái lợi nhuận của bảo vệ rừng đối với bà con nhân dân trên địa bàn. Thì trong thời gian vừa qua thì trong quá trình tuyên truyền cho bà con thì hiệu quả thì bà con đã tiếp thu, đã hiểu. Trong thời gian vừa qua thì không có vụ nào cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ không của riêng ai. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh sự chủ động của các ban ngành liên quan, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, thì ý thức của mỗi người dân mới là yếu tố hết sức quan trọng. Mọi người cần tuân thủ các quy định về đốt nương làm rẫy. Có như vậy, các cánh rừng trên địa bàn xã mới ngày một xanh tốt, từ đó góp phần không nhỏ trong việc tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường, và nhân dân cũng có thêm nguồn thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thưa quý vị và các bạn, trekking là hoạt động du lịch dã ngoại, đi bộ khám phá đường dài, tương tác với thiên nhiên. Và hiện nay thì loại hình du lịch này cũng đang hình thành tại khu vực huyện Tam Đường nói chung và tại đỉnh Puta Leng nói riêng. Với vẻ đẹp hùng vĩ, thiên nhiên còn giữ được những nét hoang sơ chính là những điều thu hút rất đông khách du lịch đến để trải nghiệm loại hình du lịch này. Nằm ở độ cao 3.049m, chinh phục đỉnh Puta Leng luôn là một thách thức mọi phượt thủ, ngay cả đối với dân phượt chuyên nghiệp. Và với những người có niềm đam mê trekking thì Puta Leng lại là một trong những mục tiêu nhất định phải chinh phục. Puta Leng có địa hình hỗn hợp, nhưng phần lớn là địa hình đi xuyên rừng, đường mòn trơn và dốc. Chính vì điều này mà thời gian gần đây, đỉnh núi này luôn là mục tiêu đối với những người thích trải nghiệm, khám phá giới hạn của bản thân. Như vậy là sau một ngày, chúng tôi đã chinh phục được đỉnh Puta Leng, một trong những đỉnh núi cao nhất của dãy Hoàng Liên. Và đối với đỉnh núi này thì có rất nhiều điều đặc biệt, và trong cái chuyến hành trình trải nghiệm lần này thì kể cả chúng tôi cũng như những vị du khách tham gia cùng đoàn có những cái cảm xúc tuyệt vời khi mà lên đến đỉnh này. Và đối với đỉnh Puta Leng sẽ là một cái địa điểm đến hấp dẫn dành cho các đoàn có cái niềm đam mê khám phá, đó là đặc biệt đó là cái bộ môn leo núi, để có thể
quảng bá cái hình ảnh của Lai Châu, cũng như quảng bá những cái hình ảnh của những cái đỉnh núi cao và đẹp của Lai Châu. Tam Đường là huyện cửa ngõ của tỉnh, có nhiều tiềm năng trong phát triển các loại hình du lịch. Vừa qua, tỉnh Lai Châu cùng Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường đã có chuyến khảo sát, trải nghiệm đỉnh Puta Leng nhằm đánh giá tài nguyên du lịch để định hướng xây dựng các mô hình phát triển du lịch mới, trong đó có loại hình trekking. Từ đó, kêu gọi các doanh nghiệp du lịch đầu tư, khai thác, phát triển thành sản phẩm du lịch chuyên nghiệp. Tổ chức đoàn lên khảo sát tuyến đỉnh núi Puta Leng đợt này thì xác định là để xác định cái tuyến để mở rộng phát triển thu hút phát triển du lịch. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đang xác định đó là trên cơ sở mời gọi các tổ chức, các đơn vị, các doanh nghiệp để lên khảo sát cái tuyến. Trên cơ sở đó sẽ xác định cái tuyến đi, một là cái tuyến đi để cho nhiều độ tuổi, có thể là cái độ tuổi chinh phục thì đi cái tuyến nguy hiểm, mạo hiểm. Còn là cái độ tuổi mà có đủ trên 50 tuổi có thể đi cái tuyến mà nó đi dễ đi hơn và cung đường sẽ dài hơn. Thì cái quan trọng nữa là cũng trên cơ sở là cái đợt này thì sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tham gia cùng và cũng là một kênh truyền thông để quảng bá, giới thiệu, thu hút, mời gọi các lữ đoàn, các đoàn khách đến thăm trải nghiệm đỉnh Puta Leng này. Được biết, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch đầu tư vào sản phẩm du lịch mới này tại huyện Tam Đường cũng như trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh leo cao vậy. Thì khi đi thì ban tổ chức cũng có lưu ý thông tin, rồi cũng có tìm hiểu thêm để chuẩn bị cái vật dụng cá nhân làm sao gọn nhẹ nhất để leo. Nói chung là tất cả các thông tin thì ban tổ chức cũng có gửi về rồi và anh em cũng nắm bắt được. Cái chương trình này hy vọng là các đơn vị lữ hành có cái sự kết nối để thêm những cái điểm mới cho những cái điểm đến của khách và du lịch Lai Châu sẽ biết nhiều hơn trong hành trình này. Một chương trình mà anh thấy là rất hoành tráng và đồ sộ. Với sự quan tâm của các cấp các ngành chức năng, tin tưởng rằng trong tương lai không xa, loại hình du lịch trekking sẽ được đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp, góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng đa dạng của những đỉnh núi ở Tam Đường nói chung và đỉnh Puta Leng nói riêng. Trong tháng 2 năm 2022, các cơ quan ban ngành của huyện Tân Uyên đã tổ chức 3 lượt kiểm tra hoạt động khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn của huyện, giải tỏa phát hiện và phá hủy 5 bể ngâm ủ quặng, 3 lán trại của các cá nhân khai thác, chế biến quặng vàng trái phép sử dụng tại bãi vàng xã Bắc Ta. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên sẽ tiếp tục đôn đốc Ủy ban Nhân dân xã Bắc Ta tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền vận động các hộ gia đình quanh khu vực bãi vàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, không tổ chức khai thác trái phép gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Vụ đông xuân năm nay, huyện Phong Thổ gieo cấy 738 ha lúa, tăng 14 ha so với vụ năm ngoái, với cơ cấu giống gồm sáng cù, Z02, Bắc Thơm, Hương Thơm và Tẻ Dâu. Cho đến thời điểm này, cây lúa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Một số diện tích gieo cấy sớm đang đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, trên địa bàn huyện có 58,3 ha lúa bị nhiễm bệnh thối bẹ vi khuẩn. Sau khi phát hiện sâu bệnh, các cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn nhân dân tích cực phun phòng trừ toàn bộ diện tích. Hiện nay, để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, huyện Phong Thổ khuyến cáo bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra nước tưới cũng như tình hình sâu bệnh hại. Cùng với đó là tích cực chăm sóc, làm cỏ để cây lúa phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số tin tức chính đã phát sóng trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản Bo là địa phương có diện tích chè lớn nhất của huyện Tam Đường với tổng diện tích trên 830 ha, trong đó chè kinh doanh hơn 530 ha, sản lượng hàng năm đạt gần 4.800 tấn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 trở lại đây, giá phân bón liên tục leo thang khiến cho hoạt động sản xuất, chăm sóc chè của người dân trên địa bàn của xã gặp phải nhiều khó khăn. Giá phân bón tăng đột biến giữa lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khiến cho khó khăn càng thêm chồng chất lên vai người nông dân. Với nỗi lo về chi phí đầu vào chức vụ sản xuất mới. Trước thực trạng này, để đảm bảo hiệu quả sản xuất, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng phân bón tiết kiệm, đúng liều lượng, kỹ thuật theo giai đoạn sinh trưởng phát triển của từng loại cây trồng nói chung và đối với cây chè nói riêng, đồng thời tăng tỷ trọng phân bón hữu cơ trong việc chăm sóc cây trồng, vừa giúp cải tạo đất, vừa giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất sản lượng cho cây trồng.
Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn có trên 9.000 hecta rừng, nhưng do địa hình của xã khá phức tạp, không tập trung, khó quản lý nên rất dễ dẫn đến tình trạng là khai thác trộm lâm sản, chặt phá rừng bừa bãi. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ chính quyền xã Nậm Manh đặt ra trong những năm qua đó là việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng và các hoạt động ảnh hưởng đến rừng. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô hàng năm, xã đã chủ động thành lập ban chỉ đạo bảo vệ phát triển rừng, kết hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở để hướng dẫn nhân dân phát đường băng cản lửa, thu dọn thực bì, đồng thời cử cán bộ túc trực 24/24 giờ khi có sự cố xảy ra, đón nhận thông tin để kịp thời xử lý. Đỉnh Putaleng cao 3.049m nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn là ranh giới tự nhiên giữa xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Putaleng không chỉ hấp dẫn bởi là top 3 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, mà thú vị hơn cả là những khám phá trải nghiệm trên hành trình chinh phục đỉnh núi này. Nếu có dịp trải nghiệm, quý vị và các bạn sẽ thấy đặc trưng nổi bật của đỉnh Putaleng chính là thảm thực vật đa dạng. Tại đây luôn có rêu, địa y phủ kín các thân cây cổ thụ, rừng rậm nguyên sinh đầy bí ẩn, bạt ngàn hoa đỗ quyên và những dòng suối róc rách trong veo như ngọc. Và phong cảnh ở đây thì rất hùng vĩ, từ trên đỉnh núi du khách có thể thấy trọn vẹn thành phố Lai Châu nằm gọn trong thung lũng. Đây sẽ là điểm đến tuyệt vời cho du khách ưa thích trải nghiệm và khám phá. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo.